Mày sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Mình sẽ tiếp tục tô màu nhé. Ăn kít. Không ăn rồi. Tôi màu xong nhé các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn.
Nhiêu này là chị? Không biết, có lại đấy, tầm 9 rưỡi mới đi.